Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Bế mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt trên 739 triệu USD. Chuyên mục kết nối yêu thương có phóng sự đôi vai gầy. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới, chẳng có đắng cay nên chứ. Thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 2, ngày 19 tháng 5 năm 1949, tỉnh ủy Quảng Bình đã đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược của quân và dân trong tỉnh để đưa phong trào kháng chiến tiến lên. Cuối tháng 6 năm 1949, tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức họp bất thường, quyết định lấy ngày 15 tháng 7 năm 1949 làm ngày Quảng Bình quật khởi. Thắng lợi vang dội của cao trào Quảng Bình quật khởi đã tạo bước phát triển mới của quân và dân trong tỉnh, góp phần cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược. Tinh thần Quảng Bình quật khởi đã được khơi dậy và tiếp tục phát huy trong những năm chống đế quốc Mỹ, và đặc biệt trong gần 30 năm tái lập tỉnh. Tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc cả chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn mà nghị quyết Đại hội Đảng các khóa đã đề ra. Kỷ niệm 69 năm ngày Quảng Bình quật khởi cũng là dịp để giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm và khơi dậy niềm tự hào của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh về truyền thống của quê hương Quảng Bình hai giỏi, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc vào sáng nay 13 tháng 7. Tiếp tục nội dung của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trong sáng ngày 13 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời chất vấn của đại biểu về nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sau khi tiến hành cổ phần hóa. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Quảng Bình đã triển khai cổ phần hóa 5/5 doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp đó thì đến thời điểm này, công ty cổ phần Việt Trung là doanh nghiệp gặp khó khăn nhất. Năm 2017, công ty này thua lỗ trên 19 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ quan là do năng lực tài chính còn hạn chế, vì thua lỗ nên việc tiếp cận nguồn vốn khó khăn. Bên cạnh đó, mô hình quản trị doanh nghiệp chưa thực sự đổi mới. Nguyên nhân khách quan là do hai cơn bão lớn vào năm 2013 và 2017 đã làm gãy đổ trên 1.800 hectare cao su, là cây trồng chủ lực chính của công ty. Về vấn đề này, ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh cần ra soát và có giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho công ty. Về phía công ty cổ phần Việt Trung, cần chủ động đổi mới mô hình quản trị và năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, tập trung kinh doanh vào những ngành nghề chính, chuyển đổi phương thức sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp và có phương án xử lý đối với những tài sản không có hiệu quả nhằm từng bước vượt qua khó khăn và vực dậy sản xuất. Cũng tại phiên chất vấn, ông Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, trả lời chất vấn của đại biểu về việc dư luận cho rằng bệnh viện không giải quyết thủ tục cho bệnh nhân khi có yêu cầu chuyển lên tuyến trên. Về nội dung này, ông Dương Thanh Bình cho biết, thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Việc yêu cầu chuyển tuyến của bệnh nhân một phần do một số danh mục chưa phù hợp với năng lực của bệnh viện, một phần do tâm lý của người dân muốn chuyển lên tuyến trên. Bệnh viện xin tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân và sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để người dân địa phương tin tưởng và khám chữa bệnh tại bệnh viện. Về vấn đề này, ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, đối với những trường hợp không phù hợp với năng lực chẩn đoán, điều trị và danh mục kỹ thuật thì bệnh viện tạo điều kiện cho bệnh nhân chuyển viện. Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo được niềm tin cho nhân dân, tăng cường chỉ đạo chỉnh chỉnh thái độ phục vụ bệnh nhân để tạo sự hài lòng cho người bệnh. Nghiên cứu đổi mới và cải cách hành chính trong các thủ tục có liên quan. Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Đăng Quang đánh giá cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành trong việc chất vấn và trả lời các ý kiến của đại biểu. Đồng thời đã có những chỉ đạo cụ thể đối với các vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn.
yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu để tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh có quy định về tỷ lệ điều tiết phù hợp cho các xã bị ảnh hưởng mà do hoạt động khai thác khoáng sản để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định, và đồng thời hướng dẫn cho các cơ quan đơn vị địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, và dự kiến thì việc điều chỉnh bổ sung phí bảo vệ môi trường này thì sẽ đưa vào nội dung của kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh cuối năm. Vấn đề thứ hai là theo quy định thì các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại địa bàn huyện này có thể kê khai và nộp phí tại huyện khác. Tuy vậy, những cái khoản phí bảo vệ môi trường phải được điều tiết cho huyện xã nơi diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản. Do đó, yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án tháo gỡ những vướng mắc nêu trên theo đúng quy định. Và hàng năm, cơ quan thu phí bảo vệ môi trường phải có trách nhiệm công khai số phí bảo vệ môi trường do các doanh nghiệp đã nộp, và có cái cơ chế giám sát độc lập về thu chi phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản và phải được công khai một cách minh bạch. Về nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ một số nguồn vốn sự nghiệp thì theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước thì Hội đồng nhân tỉnh là có thẩm quyền quyết định về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương. Do vậy, yêu cầu Sở Tài chính là phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương để chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ các nguồn vốn nêu trên để trình với Hội đồng nhân dân xem xét quyết định. Và trong thời gian mà Hội đồng nhân dân chưa thông qua các nguyên tắc tiêu chí định mức này thì giữa hai kỳ họp đề nghị Sở Tài chính là thực hiện các nội dung như sau. Đối với những nguồn vốn trong dự toán ngân sách năm 2018 nhưng chưa phân bổ chi tiết, ví dụ như sự nghiệp giáo dục khác, rồi là các chính sách về giáo dục đào tạo, rồi là sự nghiệp y tế khác và sự nghiệp kinh tế khác, thì đề nghị Sở Tài chính là tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh về phương án phân bổ chi tiết và đảm bảo một cách công khai minh bạch, công bằng giữa các cơ quan đơn vị và địa phương để hạn chế tình trạng là xin cho. Đối với Sở Xây dựng thì liên quan đến các chất vấn của Sở Xây dựng thì có hai vấn đề. Thứ nhất là về hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở thương mại. Về vấn đề này thì đề nghị Sở Xây dựng là tiếp tục rà soát lại các quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, định giá đất là phải bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, mà đặc biệt là vấn đề định giá là phải đúng quy định theo sát với diễn biến của thị trường, không được làm thất thoát ngân sách nhà nước. Cái vấn đề thứ hai là nghiên cứu để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng thực hiện hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, rồi là luật về đấu giá và nghị định số 99 đối với những khu đất có giá trị sinh lời cao, những ví dụ những khu đất trung tâm thành phố, những khu đất nhạy cảm, vân vân. Và đồng thời Sở Xây dựng là cần phải tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan và các địa phương trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc dự án khu nhà ở thương mại. Còn trách nhiệm đối với Sở Kế hoạch Đầu tư thì đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư là tăng cường công tác giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật. Vấn đề thứ hai là phối hợp lập danh mục dự án để kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư. Thứ ba là đối với Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính thì tham mưu cho Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh là phải xác định về giá đất, tiền sử dụng đất là đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Còn đối với các lĩnh vực về tòa án và công an, trong thời gian sắp tới, sau khi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng sẽ xét xử phúc thẩm cái bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh để điều tra lại, rồi là khởi tố điều tra bổ sung đối với Hoàng Văn Đức như kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, thì Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan điều tra của Công an tỉnh phải tổ chức điều tra kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện của vụ án này để tránh bỏ lọt tội phạm. Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh là kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, phối hợp với cơ quan điều tra để tháo gỡ những vướng mắc và những vấn đề chưa được làm rõ để đẩy nhanh tiến độ điều tra và xem xét đánh giá một cách kỹ lưỡng, toàn diện, khách quan các cái tài liệu của vụ án để không bỏ lọt tội phạm, nhưng cũng tránh vấn đề là làm oan người vô tội. Về khoa học công nghệ
Hội đồng nhân tỉnh lưu ý đồng chí giám đốc sở sẽ triển khai một số cái giải pháp. Thứ nhất là về cơ chế chính sách thì cần phải áp dụng cái cơ chế đặt hàng khoán sản phẩm để nghiên cứu và khoán kinh phí để thực hiện cho các cái đề tài giao cho các cái tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện, và đặc biệt là nâng cao về cái chất lượng đặt hàng, rồi là quan tâm đến những cái hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và khuyến khích các cái doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng các cái đề tài về nghiên cứu khoa học. Cái điểm thứ hai là nâng cao chất lượng xét duyệt và thẩm định các cái nội dung của các cái nhiệm vụ về khoa học công nghệ. Và thứ ba là huy động xã hội hóa các cái nguồn vốn đầu tư cho khoa học công nghệ, mà trong đó lưu ý các cái đề tài nghiên cứu về phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các cái sản phẩm có tính ứng dụng cao, có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao. Còn về tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty nhà nước sau cổ phần hóa thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các cái vấn đề, một là đánh giá lại hoạt động sản xuất kinh doanh một cách toàn diện đối với các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, xác định rõ những nguyên nhân khách quan chủ quan, rồi là những cái khó khăn vướng mắc và những cái điểm nghẽn trong phương án sản xuất kinh doanh của các công ty để từ đó có những cái giải pháp khắc phục. Điểm thứ hai là đổi mới cái mô hình quản trị và nâng cao cái năng lực điều hành của đội ngũ lãnh đạo ở các cái doanh nghiệp hiện nay. Điểm thứ ba là tập trung kinh doanh vào những cái ngành nghề chính, là chuyển đổi về phương thức sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp, mở rộng thị trường, tìm đối tác liên doanh liên kết để phát huy những lợi thế của các cái công ty. Và thứ tư là xử lý các cái loại tài sản mà không có hiệu quả và nghiên cứu để thoái vốn nhà nước tại công ty. Còn về những cái khó khăn vướng mắc trong giải quyết các cái thủ tục đầu tư cho các cái nhà đầu tư thì Hội đồng nhân tỉnh lưu ý Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì và phối hợp với các cái sở ngành liên quan như xây dựng, tài nguyên môi trường, tài chính và các cái cơ quan có liên quan để tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh trong chỉ đạo tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là những cái vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, rồi là các cái thủ tục giải quyết tài sản công, rồi các cái thủ tục đấu thầu, rồi giao đất vân vân. Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh xem đây là một cái vấn đề cần phải tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt. Kỳ họp cũng đã nghe bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, tiếp thu và ghi nhận những đóng góp của đại biểu và kết quả giám sát của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời giải trình thêm về những ý kiến kiến nghị của các đại biểu, cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ ra những giải pháp trọng tâm nhằm quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Trước hết là tiếp tục khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, khơi dậy lòng tự trọng của người dân Quảng Bình để chung tay quyết tâm xây dựng cho bằng được Quảng Bình giàu và đẹp, là nơi có môi trường sống tốt. Khác với nhiều tỉnh của cả nước, Quảng Bình là hình ảnh thu nhỏ Việt Nam. Mặc dù chúng ta còn nhiều khó khăn về thiên tai bão lụt, nhưng Quảng Bình hồi tụ tiềm năng thế mạnh, điều quan trọng mà nhiều địa phương khác không có, đó là di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng với sự kỳ vị của vương quốc hang động. Chúng ta có dải cát ven biển dài nhất Việt Nam được quý đẹp công nhận. Quảng Bình có hải sản ngon nổi tiếng của cả nước. Con người Quảng Bình ai cũng thừa nhận cần cù, thật thà, học giỏi. Thông qua các mạng xã hội, điều đáng mừng là thế hệ trẻ Quảng Bình có hàng nghìn trang cá nhân lái các hình ảnh đẹp, sống động của Quảng Bình với các câu từ: Quảng Bình nơi tôi sinh ra, tự hào Quảng Bình, hiếm có nơi nào cảnh đẹp như Quảng Bình quê tôi, vân vân. Quảng Bình trong ánh mắt, trong suy nghĩ của các em, của thế hệ trẻ không còn là gió lào cát trắng, thiên tai bão lụt. Đó là sự chuyển biến về chất trong tư duy của người dân Quảng Bình, mà vui mừng nhất là thế hệ trẻ Quảng Bình. Chúng ta có tiềm năng mà Thượng Đế ban tặng, không sớm thì muộn Quảng Bình sẽ thoát nghèo, Quảng Bình sẽ giàu, Quảng Bình sẽ đẹp. Việc còn lại là do chính con người Quảng Bình. Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ta trong 10 năm gần đây không có sự đột phá, dao động trên dưới 7% một năm. Chúng ta không có các dự án công nghiệp lớn như một số tỉnh. Cùng chính điều này nên thu ngân sách của tỉnh chưa đảm bảo cân đối mà phải nhờ đến điều tiết của Trung ương. Là tỉnh còn nghèo, mong muốn tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Chúng ta cần ổn định tình hình, ổn định an ninh trật tự, cần môi trường sạch và cũng cần phát triển kinh tế xã hội dân. Chúng ta đã chọn phát triển du lịch là mũi nhọn thì phải tập trung cho phát triển du lịch. Du lịch phát triển thì nơi hưởng lợi nhiều nhất là người dân. Phát triển du lịch sẽ nâng tầm địa phương. Đời sống vật chất tinh thần người dân sẽ tăng lên, quá trình đô thị hóa cũng nhanh hơn, đất đai cũng lấy giá. Do vậy, việc phát triển các ngành như nông nghiệp cũng vì du lịch, công nghiệp cũng vì du lịch, chọn lĩnh vực công nghiệp không ảnh hưởng đến môi trường,
và văn hóa xã hội cũng phải vì du lịch. Ngay cả trong nội bộ ngành du lịch cũng phải có tốc độ tăng trưởng hợp lý. Nếu tốc độ tăng trưởng thấp thì chúng ta sẽ bị tụt hậu. Ngược lại, nếu phát triển nhanh quá, đột biến quá thì nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng không theo kịp và dễ vỡ trận. Mà du lịch, điều kiện đầu tiên là chịu tín. Về lĩnh vực mà trước đây người dân Quảng Bình thiệt thòi nhất so với các thành phố lớn trên toàn quốc, đó là y tế. Tuy còn một số khó khăn hạn chế, điều phấn khởi là những năm gần đây công tác khám và chữa bệnh ở địa bàn ta, trên địa phương ta có những tiến bộ rõ rệt và đã có nhiều bác sĩ giỏi, y tá giỏi, nhiệt tình. Nhiều thiết bị máy móc hiện đại được trang bị, nhiều kỹ thuật tiến bộ mới của y học đã được áp dụng, đặc biệt là bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới. Đầu năm nay, chúng ta đã ký hợp đồng thuê một bác sĩ giỏi của Cuba sang làm việc. Như vậy, chúng ta bước đầu có yên tâm hơn về công tác y tế, đã có bước phát triển rõ về công tác chỉnh trang đô thị, mà trước hết là thành phố Đồng Hới đã có sự chuyển biến rõ trong người dân. Điều mà được đa số du khách đến Đồng Hới có chung một nhận xét, đó là Đồng Hới sạch đẹp, là trung tâm chính trị kinh tế xã hội của tỉnh, trung tâm du lịch của tỉnh. Đồng Hới cần đầu tư nhiều hơn về hạ tầng, như kiến phát biểu của quý vị đại biểu, để Đồng Hới sạch sẽ hơn, đẹp hơn, tiện ích hơn. Đồng thời, tôi đề nghị cấp ủy chính quyền Đồng Hới huy động thêm nguồn lực ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, phát động phong trào mỗi người dân Đồng Hới là một sứ giả của du lịch, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vận động người dân Đồng Hới thức khuya hơn cùng với du khách, hòa đồng ngọt ngào hơn cùng với du khách. Về doanh nghiệp và phong trào khởi nghiệp ở tỉnh ta còn rất yếu. Đây là nội dung cực kỳ quan trọng, bởi khởi nghiệp mới có việc làm, doanh nghiệp mới tổ chức được sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp mới huy động nguồn lực. Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta có trên 5.300 doanh nghiệp. Hàng quý tỉnh đều tổ chức gặp mặt theo chuyên đề để thông tin thêm cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn về giải phóng mặt bằng, khó khăn về quy hoạch, khó khăn về vay vốn, khó khăn về lấy ý kiến của nhân dân, của nhiều ngành và nhiều lần cùng một nơi do quy định của nhiều luật. Khó khăn về nguồn nhân lực, thậm chí khó khăn vì sự nhũng nhiễu của một số ít cán bộ công chức. Tại hội nghị này có mặt đầy đủ các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, tôi đề nghị cần phải có giải pháp chỉ đạo cụ thể để đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, sớm triển khai dự án. Về an ninh trật tự, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh ta do sự cố ô nhiễm môi trường biển, sự kích động khi Quốc hội thảo luận về luật đặc khu, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều phức tạp. Về an ninh trật tự, các phần tử phản động bất mãn chế độ thường xuyên kích động lợi dụng lòng tốt của người dân, làm phức tạp thêm tình hình trên toàn quốc, trong đó có Quảng Bình của chúng ta. Việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn hiện nay là việc đầu tiên cần phải làm. Có an ninh thì mới phát triển kinh tế xã hội tốt. Ngoài việc tạo đồng thuận cao trong nhân dân, việc công khai minh bạch để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực chỉ đạo và sẽ làm hết sức mình, điều hành quyết liệt, linh hoạt, triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời có trọng tâm trọng điểm với tinh thần quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 cũng đã thảo luận xem xét và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết, bao gồm nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nghị quyết ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình. Nghị quyết về việc phê duyệt đề án giải thể quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình. Nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nghị quyết ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình. Nghị quyết về việc thông qua nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 05 ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách thu hút đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết đặt tên đường trên các địa bàn: thị trấn Quảng Hào, huyện Quảng Ninh lần 2, thành phố Đồng Hới lần 7, thị xã Ba Đồn lần 2. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 vào sáng nay, ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh một lần nữa khẳng định những kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Bình, đồng thời đánh giá cao chất lượng của kỳ họp và tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân và lãnh đạo các sở ngành. Trên cơ sở phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện và dự báo tình hình thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nhấn mạnh 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm và kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang trong tỉnh quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu quan trọng này. Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị khách mời của kỳ họp, thưa đồng bào và cử tri trong toàn tỉnh. Sau 2 ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số báo cáo liên quan. Quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá sâu sắc toàn diện những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian để chất vấn một số thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan về những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm cao, bám sát vào vấn đề, tăng tính tranh luận để làm rõ thêm vấn đề chất vấn. Nhiều vấn đề bức xúc đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn được thủ trưởng các sở ban ngành giải trình ngay tại kỳ họp, đồng thời cam kết giải quyết dứt điểm trước Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh, được đông đảo cử tri đánh giá cao. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu làm rõ thêm về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, giải trình thêm các ý kiến thảo luận và chất vấn của thủ trưởng các sở ban ngành, nêu một số giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những cố gắng của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các cấp các ngành, mặt trận và các đoàn thể, các địa phương trong việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp các ngành tiếp tục phát huy cao nhất trách nhiệm, có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 trong điều kiện tỉnh nhà tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có những khó khăn của các năm trước để lại chưa khắc phục xong và những khó khăn từ nội tại của nền kinh tế. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu rất cao của các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị, nên việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội đạt khá so với kế hoạch cả năm, tốc độ tăng trưởng đạt 6,29%, sản xuất vụ đông xuân được mùa cả về năng suất và sản lượng. Sản xuất thủy sản đạt sản lượng khai thác tăng khá cao, đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua khá sâu rộng, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Sản xuất công nghiệp duy trì được đà tăng trưởng, trong điều kiện sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp đã có sự nỗ lực cố gắng trong việc nộp ngân sách cho tỉnh. Hoạt động du lịch được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các hoạt động quảng bá, liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung phong phú, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Lĩnh vực văn hóa xã hội đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, đã tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp bậc trung học phổ thông quốc gia đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Nhiều chỉ tiêu về giải quyết việc làm, dạy nghề, giáo dục, y tế đạt khá, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đã có những chuyển biến tích cực. Liên tục nhiều năm, tỉnh ta dẫn đầu về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã bước đầu có sự cải thiện. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được chú trọng. Quốc phòng an ninh mặc dù tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhưng đã được tập trung chỉ đạo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình hình nhân dân ổn định.
Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, nhất là trong điều kiện còn hết sức khó khăn, nhưng các cấp các ngành đã kịp thời ổn định tình hình sản xuất đời sống của nhân dân, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đó là mặc dù sản xuất nông nghiệp được mùa, nhưng tăng trưởng nông nghiệp chưa vững chắc, chưa đi vào chiều sâu, chất lượng và giá trị gia tăng còn thấp. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên từng lĩnh vực và sản phẩm chưa được chú trọng, tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, việc tích tụ đất đai để sản xuất hàng hóa quy mô lớn còn hạn chế. Sản xuất chăn nuôi còn manh mún, thiếu tập trung, chất lượng đàn gia súc gia cầm chưa cao, công tác quản lý và bảo vệ rừng ở một số nơi còn yếu kém, xảy ra vi phạm. Chỉ số sản xuất công nghiệp và giá trị sản xuất công nghiệp đã thấp, chưa có dự án sản xuất công nghiệp mới mang tính động lực để đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, nợ đọng thuế còn cao. Một số lĩnh vực quản sát thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách đã thấp so với kế hoạch cả năm, thất thu thuế còn lớn. Chất lượng dịch vụ du lịch và các sản phẩm du lịch còn thấp, thiếu các điểm vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng cao cấp, hệ số khách lưu trú còn thấp. Công tác giải phóng mặt bằng, một số công trình dự án còn gặp vướng mắc, nhiều dự án được cấp phép đầu tư nhưng triển khai còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đang ở thứ hạng thấp. Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến chưa thật tích cực. Quản lý nhà nước về giáo dục, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường có một số mặt chưa tốt, an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có mặt chưa đạt yêu cầu. Một số tội phạm, băng nhóm xã hội đen, lô đề, cá độ, ma túy, cho vay nặng lãi, tín dụng đen đang diễn ra nhiều nơi chưa được ngăn chặn, xử lý nghiêm minh. Đây là những vấn đề bức xúc lo lắng được nhân dân và cử tri trong tỉnh quan tâm, đòi hỏi Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành phải nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa để khắc phục bằng được những khó khăn hạn chế, nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. Trên cơ sở phân tích, đánh giá sâu sắc toàn diện và dự báo tình hình thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2018, đó là: một là tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018, đặc biệt là các chỉ tiêu đạt còn thấp; tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân; thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 7%. Hai là chỉ đạo tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng hiệu quả, chú trọng xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, khuyến khích phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, có chính sách mở rộng thị trường đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, phát động phong trào mỗi huyện mỗi xã có một sản phẩm đặc trưng trở thành phong trào chung trong toàn tỉnh, chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất vụ hè thu, vụ đông 2018 và vụ đông xuân 2018-2019, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động khai thác thủy hải sản, nhất là khai thác vùng biển xa, giải quyết tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, đẩy mạnh chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực hiện vững chắc các tiêu chí, không chạy theo thành tích, kiên quyết không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai bão lụt, có biện pháp ứng phó kịp thời với các tình huống thời tiết cực đoan xảy ra. Ba là tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tích cực chỉ đạo hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, gắn với việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tăng cường các nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn, đôn đốc các doanh nghiệp trả nợ đóng thuế theo cam kết, thực hiện ngay các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp và các đối tượng thuộc diện cưỡng chế, quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ một số nguồn vốn sự nghiệp và công tác lập ngân sách dự toán địa phương, thực hiện nghiêm túc các quy định về tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, sớm thu hồi nợ tạm ứng, hoàn tạm ứng dứt điểm, tăng cường quản lý đất đai, bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tiếp tục rà soát các dự án giao đất, thuê đất đã đến thời hạn thu hồi để xử lý dứt điểm, tránh tình trạng kéo dài dây dưa, chiếm đất không triển khai,
rà soát lại các thủ tục, các quy định liên quan đối với dự án nhà ở thương mại, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường quản lý các hoạt động bảo vệ môi trường, khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát sỏi ở các lòng sông, xử lý nghiêm các sai phạm trong khai thác khoáng sản, ô nhiễm môi trường, thực hiện đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ điều tiết nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 4 là chỉ đạo đẩy nhanh giải quyết các thủ tục đầu tư đối với các dự án điện gió, điện mặt trời, chế biến gỗ MDF, các dự án phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là các dự án của tập đoàn FLC, Puman, Tường Thịnh. Tích cực triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư như dự án quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, dự án hạ tầng quảng trường trung tâm, các dự án du lịch ven biển Bảo Ninh, vùng chùa Đào Yến. Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để đẩy mạnh các giải pháp triển khai thực hiện dự án nâng cấp mở rộng sân bay Đồng Hới. 5. Tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch, thực hiện các chương trình quảng bá, xây dựng các sản phẩm du lịch, khai thác các tour tuyến điểm du lịch mới, tăng cường kiểm tra quản lý giá cả tại các điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, tiếp tục kêu gọi các dự án du lịch mới, nâng cao chất lượng các nhà hàng khách sạn, có chính sách khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân phát triển du lịch dịch vụ. 6 là tiếp tục thực hiện tốt các mặt thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tốt các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế, giáo dục, rà soát lại mạng lưới cơ sở giáo dục, biên chế, sắp xếp bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường quản lý nhà nước, huy động các nguồn lực để giải quyết các vấn đề về môi trường, vệ sinh trường học, các vấn đề bạo lực học đường, tình trạng lạm thu trong các trường học, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện tuyến huyện và các trạm y tế xã phường thị trấn, tăng cường nghiên cứu ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm có khả năng ứng dụng cao, có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh thân thiện với môi trường, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đối tượng bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, đồng thời chú trọng rà soát các hộ nghèo, địa bàn nghèo, thôn bản nghèo để tập trung chỉ đạo, chú ý quan tâm hỗ trợ vùng xã bãi ngang, cồn bãi và các địa bàn khó khăn hiện nay. 7 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở với mục tiêu phục vụ nhân dân, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tăng cường công tác điều tra, thực hành quyền công tố và nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, xử lý dứt điểm các vụ án được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không xảy ra oan sai, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ phá rừng, chấm dứt tình trạng sử dụng pháo nổ trong dịp Tết, tăng cường quốc phòng an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, đảm bảo giữ vững sự ổn định tình hình trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh, tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các cấp và là căn cứ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cả trước mắt và lâu dài. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngay sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành các cấp, các cơ quan đơn vị chủ động tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết vừa được thông qua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt sâu rộng nghị quyết đã ban hành đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao, cùng thực hiện và cùng tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, giám sát các vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã chất vấn tại kỳ họp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời giúp chính quyền các cấp tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý điều hành ở địa phương. Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, của các cấp các ngành, các đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Cảm ơn sự ủng hộ to lớn của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương đã góp phần vào thành công của kỳ họp. Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 tiến hành trong thời điểm hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Nhân dịp này, Hội đồng nhân dân tỉnh xin trân trọng gửi tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ
người có công với cách mạng trong toàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành cần đẩy mạnh sâu rộng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công, góp phần tô thắm thêm truyền thống đạo lý tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018. Với tinh thần đó, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Xin chúc sức khỏe và cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách mời của kỳ họp và cảm ơn đồng bào cử tri trong toàn tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn. Trong ngày hôm nay 13 tháng 7, phóng viên thời sự tiếp tục ghi nhận ý kiến của cử tri trên địa bàn tỉnh về kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Đa số cử tri cho rằng kỳ họp lần này phải giải quyết nhiều nội dung quan trọng, nhưng nhờ công tác chuẩn bị chu đáo nên kỳ họp diễn ra khá thành công. Người dân thì qua các kỳ họp như thế mình càng thấy được là đất nước chuyển mình thì có như tình hình kinh tế thì nói chung từ huyện đến tỉnh và các xã đều còn phát triển. Thì cho nên mình càng mừng hơn nữa về tình hình mới. Kỳ họp này các vấn đề về các lĩnh vực được đưa ra thảo luận một cách đầy đủ, đúng theo nguyện vọng của cử tri, chất vấn đúng trọng tâm các vấn đề mà cử tri bức xúc. Hình thức chất vấn rồi có những các biện pháp duy trì của chủ tịch đoàn trong các kỳ họp thì ngày càng là có tiến bộ hơn nhiều so với những năm trước đây. Có gì vừa rồi đó mình thấy rõ đó, họ nói nó cũng nhất trí vậy, là có gì các đại biểu họ đều nếu nên vạn đến nó họ trả lời. Đại biểu hội đồng được bầu trên địa bàn khu dân cư cần quan tâm và đi sâu đi sát vào trong dân để rồi là nắm bắt được tâm tư nguyện vọng tình hình của địa phương, để rồi là trong những cái đợt họp của các đại biểu hội đồng trên toàn tỉnh thì có những cái ý kiến để mà đề xuất để mà phát huy được cái năng lực và của mình, để rồi là trình bày giữa là hội đồng để rồi chất vấn các cái ban ngành đoàn thể để họ có trách nhiệm xử lý cái công việc đó để hoàn thành được như ý muốn của lòng dân. Để nâng cao chất lượng của các kỳ họp trong thời gian tới, một số cử tri trên địa bàn tỉnh cũng đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Sau cái kỳ họp đề nghị lãnh đạo ủy ban tỉnh, đặc biệt là các sở ban ngành liên quan các ý kiến đề xuất của cử tri để phải có cái biện pháp giải quyết kịp thời các ý kiến đã đề xuất. Hội đồng nhân dân tỉnh cần quan tâm vấn đề thanh niên hiện nay, vì bây giờ công tác thanh niên tập hợp rất là khó, nên cần sự quan tâm đến các đồng chí của cấp lãnh đạo trên, để rồi là cho các đoàn viên cũng như là bí thư chi đoàn ở cấp chi đoàn trong thôn bản có cái chế độ để rồi họ động viên họ, để rồi họ vận động và tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động ngày càng sôi nổi hơn. Nói chung chất vấn thì vừa rồi cái vụ mà cái hoàn tạch vừa rồi đó thì một số đại biểu hội đồng họ chất vấn thì cái đó thì nói chung thì hắn là trả lời thì vẫn trùng trùng cho dẫn đến chỗ là cần phải quan tâm hơn nữa, nói như chí nữa chứ một kỳ người mà làm việc dưới gấp mà dưới bi rất nặng như rửa mà quá trình và thời gian dài chứ phải một ngày một ngày hai mà dẫn đến chỗ không có ai liên đợi là cái đó là chưa nhất trí được cái chuyện đó. Cho nên yêu cầu là cấp trên phải quan tâm và nói chuyện là coi như phải theo dõi sát hơn nữa để rồi nhằm đích để làm cho nhân dân là người ta là đồng tình và ủng hộ. Bạo lực học đường cũng thấy còn rất là nhiều, mà rồi các cái vụ việc xử lý này thuộc dạng nhẹ, quá nhẹ cho nên chưa đủ cái mức để răn đe để mà giáo dục. Thì một kiến nghị là với là các cơ quan ban ngành thì nên xem xét lại những cái vấn đề mà đang còn khiếm khuyết, nó còn thiếu thì hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm và xây dựng cái nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội cũng như chăm lo cả cái chính sách dân sinh thì
tôi tin rằng là tỉnh ta ngày càng là phát triển. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt trên 739 triệu USD. Chuyên mục kết nối yêu thương có phóng sự đôi vai gầy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức tập huấn hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Tham gia lớp tập huấn có 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh, lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những nội dung gồm cập nhật tình hình đối ngoại, các sự kiện đối ngoại nổi bật và kết quả hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình Việt Nam tham gia đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do, định hướng chung, các nội dung và cam kết hội nhập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về yêu cầu, cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế. Đây là cơ sở để các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, quảng bá và nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên thế giới. Sở Tài chính Quảng Bình vừa phối hợp với Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính tổ chức tập huấn luật quản lý sử dụng tài sản công. Luật quản lý sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Luật có 10 chương, 134 điều quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công, chế độ quản lý sử dụng tài sản công, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý sử dụng tài sản công. Để luật quản lý sử dụng tài sản công sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, Chính phủ đã ban hành 14 nghị định, một quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành 9 thông tư quy định chi tiết thi hành luật quản lý sử dụng tài sản công. Tại lớp tập huấn, 400 học viên đến từ các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được giới thiệu phổ biến những điểm mới của luật quản lý sử dụng tài sản công và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nắm bắt những quy định mới về công tác quản lý sử dụng tài sản công, từ đó sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay ngày 13 tháng 7, Ban tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Quảng Bình lần thứ 19 đã tổ chức bế mạc và trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi. Hội thi với sự tham gia của 93 thí sinh đến từ các huyện thi, thanh đoàn và đoàn khối các cơ quan tỉnh, trong đó có 70 thí sinh khối học sinh và 23 thí sinh khối cán bộ công chức. Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng các thí sinh năm nay đồng đều, nhiều thí sinh đã tự tìm tòi nghiên cứu, thể hiện những ý tưởng sáng tạo trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Kết thúc hội thi, thí sinh Nguyễn Văn Quyền, trường Trung học cơ sở Liên Thủy, huyện Lệ Thủy đạt giải nhất khối học sinh trung học cơ sở. Thí sinh Phan Đức Sơn, trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đạt giải nhất khối học sinh trung học phổ thông. Thí sinh Trần Hoàng Nhân, cán bộ xã Lưng Ninh, huyện Quảng Ninh đạt giải nhất khối cán bộ công chức cấp xã. Thí sinh Nguyễn Trung Tuấn, bí thư đoàn Trung tâm Giáo dục Dạy nghề thị xã Ba Đồn đạt giải nhất khối cán bộ công chức cấp huyện. Thí sinh Trần Đình Nguyên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt giải nhất khối cán bộ công chức cấp tỉnh. Giải tập thể đã được trao cho huyện đoàn Lệ Thủy. Hiện nay Quảng Bình có 65 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dung liên. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với những sản phẩm này, vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức kiểm tra giám sát định kỳ tại một số cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Lệ Thủy. Theo đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn nước uống đá sạch Thái Bình, công ty cổ phần xây dựng thương mại 989, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, công ty cổ phần nước Khoáng Bang, công ty trách nhiệm hữu hạn Thường Xuân, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở sản xuất đã chấp hành nghiêm quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hồ sơ pháp lý liên quan đến sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai tương đối đầy đủ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tương đối đồng bộ. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cũng chỉ ra những khuyết điểm còn tồn tại trong quy trình sản xuất của các cơ sở nói trên và yêu cầu các cơ sở này nghiêm túc khắc phục. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, tại mương Phóng Thủy, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới đã xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Theo ghi nhận của phóng viên thì các loài cá gồm rô phi, chẹp, mương, chết hàng loạt nằm dọc tuyến mương. Người dân địa phương cho biết nguyên nhân có thể là do thời tiết diễn biến bất thường khiến cá bị sốc nhiệt,
các hộ dân xả rác bừa bãi gây ô nhiễm nguồn nước. Chính quyền địa phương đã báo cáo các cấp có thẩm quyền để tìm hướng xử lý, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị liên ngành đã thực hiện tốt công tác xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, nhờ vậy nên kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khá. Theo đó, các đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thông quan hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng ứ đồng hàng hóa, xe cộ và người qua cửa khẩu. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tinh thần đơn giản, thuận lợi, tránh gây phiền hà cho các tổ chức, doanh nghiệp. Từ đầu năm 2018 đến nay, lượng hàng hóa xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt trên 1.149.000 tấn, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt trên 739 triệu USD. Trong chuyên mục Kết nối yêu thương số 19, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Phan Hữu Liến và chị Phạm Thị Chính ở thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh. Kể từ khi anh Liến bị bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải nằm liệt giường, mọi gánh nặng của cuộc sống đều đè nặng lên đôi vai của người vợ. Một mình chị Chính phải bươn chải để lo cho cuộc sống hàng ngày, chăm sóc mẹ già đau yếu, người chồng bệnh tật và lo cho việc học hành của các con. Cuộc sống hàng ngày có khi vừa đau vừa chảo nữa. Có khi nữa thì cũng muốn được ăn, cũng được đỡ thấy thỉnh thoảng được một bữa cơ. Hơn 5 năm qua, cuộc sống của chị Phạm Thị Chính chìm dần trong chuỗi ngày đầy khó khăn, vất vả để lo chạy chữa bệnh tật cho chồng. Tài sản vốn liếng trong gia đình cũng phơi dần theo những năm tháng ra vào Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị cho anh Liến. Thế nhưng, bệnh tình của anh không những không khỏi mà ngày càng nặng thêm. Đến nay, đã chuyển qua suy thận giai đoạn cuối, di căn qua xương và khớp, phải nằm liệt giường. Thầy di chữa trong người một ngày 4 lần, một tạ 6 tiếng một chạy một lần. Kết một ngày thì tiêm một mũi, một tháng thì đi vô Huế một lần lấy thuốc. Một lần đi một tháng là 2 triệu. Còn lên tới tháng nữa, tôi lo tiền để chạy để mượn để chồng đi. Vợ chồng anh Liến và chị Chính có với nhau 3 mặt con. Các cháu đều đang ở tuổi ăn học. Khoảng thời gian anh bị bệnh, gia đình lại phát hiện cậu con trai út là Phan Hữu Minh, năm nay học lớp 4, bị mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, máu loãng không đông. Chỉ cực vợ cực con, đêm nào cũng ngủ, thương vợ thương con cũng ngủ, nằm có suy nghĩ cực lý khác, tội con ấy, con dài, thằng cô thì bị bệnh, có tiền mà chữa, khổ chừng không biết bao sáng. Khó khăn, chồng chất khó khăn. Trước lúc anh Liến bị bệnh, gia đình có vay mượn của ngân hàng, bạn bè, người thân để nâng cấp ngôi nhà phòng khi mưa lũ. Nhưng với hoàn cảnh của gia đình hiện nay, phải lo chạy ăn từng bữa, thì khoản nợ hơn 180 triệu đồng cùng tiền lãi ngân hàng chưa biết khi nào mới trả được. Cái hoàn cảnh tôi nói xã hội không có ai mà đáng thương với hai vợ chồng với ba đứa con trong nhà nữa, không có đủ khả năng để mà đi vô viện ra viện với em qua những cái ngày tại khám trong Huế, qua những cái ngày ăn hàng ngày. Trong thôn thì gia đình này là thuộc gia đình đặc biệt, chị thì làm một mình để vừa thuộc tháng chăm chồng chăm mẹ già, vừa là nuôi con ăn học, nhưng mà là cũng có cái nguồn mô để mà gọi là trả được cái nợ, mà có như cả nợ càng ngày càng kéo dài trong chất lên. Cuộc sống hàng ngày của cả gia đình cùng chi phí thuốc thang chữa bệnh cho chồng con chỉ dựa vào hai sào ruộng và số tiền ít ỏi từ việc làm thuê làm mướn của chị Chính. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, cả con của anh Liến và chị Chính có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.
Cô cũng nói qua năm lớp 9 rồi, cho con nghỉ học đến phụ làm thêm giúp đỡ cho mẹ với bà. Thế chứ em cũng điều kiện khó khăn, lo rồi nữa. Cho con nghỉ học thì thôi. Thì chúng tôi cũng mong rằng là với cái chương trình này thì mong kết nối được với những cái tấm lòng hảo tâm để rồi là tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình anh Phan Văn Điến để vượt qua những cái khó khăn trong cái giai đoạn này để rồi tạo điều kiện là cho con cái ăn học. Mỗi ngày qua đi, nỗi lo cơm áo, gạo tiền, thuốc thang chữa bệnh cho chồng con đang từng ngày đè nặng lên đôi vai gầy của chị Chính. Và nếu như không có sự sẻ chia của những vòng tay nhân ái, liệu rằng người phụ nữ nhỏ bé ấy có đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời? Mọi sự giúp đỡ cho gia đình xin gửi về địa chỉ anh Phan Hữu Liến và chị Phạm Thị Chính, thôn Thể Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, số điện thoại 0168 246 3326, hoặc qua chuyên mục kết nối yêu thương phong thơ sư truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, số 54 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình. Số tài khoản 5331-0000-147424. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển của Việt Nam chi nhánh Quảng Bình. Số điện thoại 01669-735555 hoặc 0912-637-537. Chuyên mục kết nối yêu thương do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp thực hiện. Cảm ơn công ty cổ phần Tổng công ty Sông Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Chương trình thời sự tối nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.